Hello, xin chào mọi người, mình là Soli, chào mừng mọi người đến với channel của mình. Đợt trước mình có làm hai cái video chia sẻ về cách kẹp tóc bằng kẹp tóc càng cua. Đó là video này và video này. Nói chung là rất là nhiều bạn bình luận ở bên dưới các video đó là có tóc dày là không có kẹp được kiểu mà gấp tóc lại á. Tóc nhiều tóc dày thì đẹp nhưng mà để kẹp được các cái tóc đó thì thật sự cũng hơi khó, bởi vì nó rất dễ bị tuột và bị đổ và mình không kẹp được hết tóc lại á. Nên hôm nay mình sẽ làm một video chia sẻ về cách kẹp tóc bằng kẹp tóc càng cua dành riêng cho những bạn có tóc dày nha. Ok, bắt đầu ngay thôi. Cách đầu tiên mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách kẹp gập tóc lại mà vẫn kẹp được hết tóc và không bị tuột. Mình sẽ rẽ tóc ra làm hai phần, sau đó mình sẽ bắt đầu thắt nút bằng kiểu thắt nút cơ bản. Vì kiểu thắt nút này thực hiện trên tóc hơi khó nên mình sẽ minh họa bằng sợi dây cho mọi người dễ hiểu nha. Và đây là mình có hai sợi dây. Đầu tiên mình sẽ vắt chéo nó lại và cho dây phía dưới lên trên vòng qua như thế này. Kiểu thắt nút này mình thường hay dùng để cột bao ni lông á, vì nó khá là dễ cột. Mình sẽ áp dụng cách thắt nút này với tóc. Mọi người yên tâm là tóc bị thắt nút nhưng vẫn mở ra được nha. Sau khi thắt nút xong, mình sẽ kéo chặt tóc hơn một chút và gộp chung hai phần tóc lại. Tiếp theo mình sẽ dùng hai ngón tay để lên trên và luồn qua bên dưới tóc, nói chung là quấn vòng quanh tóc để xoắn tóc lại. Mình vừa xoắn vừa kéo tóc lên trên và tay kia giữ vần đuôi tóc để tóc khỏi bị bung ra. Sau khi quấn xong, nếu bạn nào cắt tóc layer sẽ bị bung ra như mình thì mọi người cứ bình tĩnh lặn tóc xuống bên dưới và kẹp lại là xong. Sau đó mình chỉnh lại tóc mái nữa là có một kiểu tóc đẹp rồi. Đối với cách kẹp này, sở dĩ tóc nhiều mà vẫn kẹp được vì khi mình thắt nút thì phần tóc nhiều, tức là chân tóc, sẽ được giữ nguyên tại vị trí thắt nút. Chỉ còn phần đuôi tóc là phần tóc ít, mình mới bắt đầu gập tóc lại. Nên dù tóc dày cứ dùng cách này là kẹp được hết nha. Mình thấy kiểu này khó nhất là khi thắt nút tóc, nhưng khi quen rồi thì dễ lắm mọi người ạ. Mọi người cứ làm đi làm lại vài lần rồi sẽ thành thạo ngay. Đối với cách thứ hai, theo như mình đánh giá thì cách này dễ hơn cách đầu tiên á. Với cách này, đầu tiên mình sẽ bắt đầu xoắn tóc và cuộn tóc lại. Trong lúc cuộn tóc, mọi người lưu ý là dùng bàn tay kia xiên các ngón tay vào búi tóc cho tóc lỏng ra để tí nữa mình dễ kẹp nha. Mình sẽ tua chậm lại đoạn này cho mọi người nhìn rõ hơn nè. Đó đó, mọi người thấy chưa? Mình vừa cuộn vừa luồn tay vào. Sau khi cuộn xong, mình sẽ dùng kẹp kẹp phần kết thúc của đuôi tóc. Và mọi người nhớ là chỉ kẹp một bên thôi, kẹp lệch sang một bên nha. Vì như vậy mình mới có thể giữ tóc chặt được. Vậy là xong rồi. Kiểu này dễ hơn kiểu đầu tiên đúng không mọi người? Mọi người cùng xem lại thành quả của cách kẹp này nè. Nếu bạn nào muốn kẹp tóc càng cua mà không bị già thì nhớ để thêm bằng tóc mái nữa, vừa lả lơi vừa hợp trend nữa. Từ nay những bạn nào có tóc dày thì cứ yên tâm dùng được mọi kiểu tóc càng cua nha, không sợ bị tuột và kẹp không hết nữa. Vừa rồi là hai cách kẹp tóc bằng kẹp tóc càng cua mình đã chia sẻ cho mọi người dành riêng cho tóc dày. Mình hy vọng video này sẽ hữu ích cho mọi người. Nếu thấy video này hay, hãy cho mình một like và đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để nhận được thông báo mỗi lần mình ra video mới. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye!